Mẹo khôi phục tài khoản Telegram dễ dàng. Telegram là một ứng dụng nhắn tin khá nổi bật hiện nay. Nhưng bỗng nhiên có lúc bạn lỡ tay hay có một lý do nào đó mà bạn xóa nó đi hay chỉ đơn giản là bạn quên mật khẩu nhưng sau đó lại muốn khôi phục lại nhưng bạn lại không biết làm cách nào. Bài viết ngày hôm nay sẽ chỉ bạn các mẹo khôi phục tài khoản Telegram của bạn dễ dàng. Khôi phục tài khoản Telegram bằng cách sử dụng SMS có thể nói cách khôi phục nhanh nhất là qua tin nhắn văn bản. Để làm điều này bạn phải làm theo các bước, đầu tiên bạn phải tải lại ứng dụng về và nhập quốc gia và số điện thoại mà bạn đã đăng ký trên Telegram trước đó, phải đảm bảo là nó chính xác. Sau đó bạn cần nhấn vào nút tiếp theo để tiếp tục. Trong một vài giây SMS sẽ gửi về cho bạn một mã năm chữ số bảo mật và cho bạn khoảng 2 phút để bạn nhập mã vào ô được chỉ định. Sau khi ứng dụng xác nhận yêu cầu và thông tin đã chính xác và bạn đã có thể lấy lại tài khoản của mình và đăng nhập vào như ban đầu lấy lại tài khoản bằng cách kích hoạt xác minh hai bước đây là một cách để lấy lại tài khoản khá dễ dàng và không mất quá nhiều thời gian đầu tiên hãy đến tùy chọn cấu hình dấu lớn chọn quyền riêng tư và bảo mật dấu lớn nhất vào xác minh hai bước dấu lớn ứng dụng sẽ yêu cầu bạn đặt mật khẩu dấu lớn theo dõi mỗi dấu hiệu dấu lớn bạn sẽ nhận một mắc qua email và bạn chỉ cần nhập nó là xong khôi phục mật khẩu bằng email đầu tiên bạn cần làm tương tự như qua SMS và ứng dụng sẽ yêu cầu cung cấp mật khẩu để có thể vào bạn sẽ có hai lựa chọn nếu bạn nhớ chỉ cần cung cấp mật khẩu là xong nhưng nếu quên bạn hãy nhấn vào quên mật khẩu và bạn sẽ nhận một mã qua email và sau đó chỉ cần nhập mã và bạn sẽ có thể vào tài khoản của mình kết luận mong rằng những mẹo khôi phục tài khoản telegram dễ dàng mà bài viết cung cấp sẽ thật sự giúp bạn lấy lại tài khoản quý giá của mình chúc bạn thành công nhé dấu lớn dấu lớn dấu lớn hãy nhớ rằng telegram còn rất nhiều điều hay và thú vị nhưng không phải ai cũng biết để mách cho bạn nhưng đừng lo đã có tool marketing pro làm điều này nhé tool marketing pro chuyên cung cấp các dịch vụ mạng xã hội asocial chất lượng cao dịch vụ facebook dịch vụ instagram dịch vụ tiktok Dịch vụ Telegram, dịch vụ Twitter, dịch vụ chạy quảng cáo Facebook, Google, Twitter, dịch vụ làm website giá rẻ. Liên hệ ngay website toolmarketing.pro, hotline 0877496688 để được tư vấn miễn phí.